Chào cả nhà, mình là Phong, chuyên phân phối nền tái định cư BKMS chân thành Bình Phước. Hiện tại Phong đang trên trục đường D1B của khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1 với quy mô là 450 ha, đã triển khai cách đây 2 năm, hiện tại đã bắt đầu đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy là khoảng 60% rồi nghe cả nhà. Thu hút hơn 10.000 lao động về đây sinh sống và làm việc luôn. Và ngày hôm nay bên Phong vừa bung ra hai lô đất liền kề luôn, view dãy nhà phố thương mại. Cả nhà mình khai thác xây ở xây dựng kinh doanh buôn bán được ngay luôn, mà giá chỉ có 9 triệu trên mét vuông, để giới thiệu cho cả nhà mình mua đầu tư. Như cả nhà nhìn thấy, rất nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu khai thác xây ở xây dựng mặt bằng kinh doanh buôn bán rồi nha. Đây. Và ngay bây giờ Phong xin mời cả nhà mình cùng Phong mình di chuyển đến vị trí hai lô đất nha. Hiện tại là Phong đang di chuyển trên trục đường D1B. Đây là trục đường rộng 50m, là kết nối giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 của khu nghiệp BKMS. Còn bên tay phải của Phong là dãy nhà phố thương mại liền kề nha, là xây 1 trệt 2 lầu, là sắp hoàn thiện rồi nghe cả nhà. Mà ngay khi hoàn thiện xong là sẽ hình thành nên các công ty văn phòng, quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, spa nha. Đây là con đường kinh doanh buôn bán sầm uất nhất của khu dân cư luôn. Vị trí hai lô đất Phong giới thiệu cho cả nhà mua đầu tư chỉ cách khu công nghiệp BKMS giai đoạn 1 chỉ 500m nha, rất thuận tiện để mình di chuyển đi làm luôn. Và bây giờ mình quẹo trái qua vị trí của hai lô đất để cả nhà mình xem thực địa mình mua đầu tư. Phía trước trường là ngôi nhà mới đỏ nha, là trường mầm non Sơn Ca nha cả nhà. Và đến giữa tháng 9 này là trường sẽ bắt đầu đi vào hoạt động nha. Hiện tại là trường đang tuyển sinh đây. Còn bên tay phải của Phong đây, đây là cái lốc mà xây dãy nhà phố thương mại liền kề nha. Như cả nhà nhìn thấy nè, đường thì đã hoàn thiện hệ thống cấp nước rồi, đường đang đổ đá chuẩn bị đổ nhựa. Đây là thời điểm đầu tư lợi nhuận cao nhất luôn nha cả nhà, mà giá chỉ có 9 triệu trên mét vuông. Thì pháp lý đã có sổ chờ rồi, nghĩa là đã có trích lục vị trí, số lô, số thửa trên đường. Cả nhà mình mua bán giao dịch công chứng tại văn phòng công chứng nhà nước và mình ký trực tiếp với chủ đất luôn nha. Nên là pháp lý là rất an toàn luôn nha cả nhà. Bên tay trái của Phong là quỹ đất xây dựng dãy nhà phố thương mại liền kề nha. Còn bên tay phải là vị trí hai lô đất Phong giới thiệu cho cả nhà mình mua đầu tư. Đây nha cả nhà, đây là vị trí hai lô đất Phong giới thiệu cho mình mua đầu tư. Với diện tích là 5x30m, đất đầu tư 100%, mình được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng, mặt tiền đường nhựa 16m. Hiện tại là đã trồng cây xanh rồi nè, đường thì đang chuẩn bị đổ đá rồi, mà giá chỉ có 9 triệu trên mét vuông. Từ vị trí heo đất chỉ cách trường mầm non Sơn Ca 100m thôi, cách cái tòa nhà BKMS phía trước chỉ 300m, kế bên đó là dãy nhà phố thương mại liền kề luôn, một vị trí cực kỳ tiềm năng luôn. Cả nhà hãy nhanh tay liên hệ cho Phong qua số điện thoại 0901 111 438 để mua đầu tư nha.